rồi. Backstage 2019. Đánh vần trò hết tên tao, CFQ mà đều fucking wild. Vẫn là con quái vật khiến mấy bọn ái tập sợ tao. Mỗi khi bất giác freestyle chất vật đúng tai, là thứ mày nghe là đúng sự thật, mày không thể che. Và đúng từng thuật bọn tao chuyển xe để ong đồng mật tao không hề quen. Biết, biết đến những câu chuyện bọn tao chơi rap được hài năm. Quyết giết hết những quân thù và đến hiện tại học năm 2. Thế nên là đến lúc chồng vũ sức chất để cho ăn đầu được tăng ai. Sử dụng punchline đừng đến căng tai cũng như là đang học văn ai. Đào bắt đầu từ con số 0 và đến bây giờ đại diện số đông đã đấu bao trận. Mọi người ngóng trông suy nghĩ vị trí rap Việt nó còn trống không. 2018 on mai cùng bạn có tay mà ở võ đầy là tao quẩy hết sức khiến đối thủ khó hài hòa. Cuối năm 2018 tham gia với cả Ayo Battle Rap đã thua ở vòng bán kết, nhưng mà chắc chắn hiện tại bây giờ khác. 2019 với Backstage mấy đối thủ đều white hết, mấy thằng nhóc là mất nét mang ra đây tao quất hết. Mấy thằng loạt loạt cho tao biết mày chắc thắc mắc tại sao mày lắc 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 khi nghe nhạc gắt gắt gắt. Mấy thằng loạt loạt cho tao biết mày chắc thắc mắc tại sao mày lắc 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 khi nghe nhạc gắt gắt gắt. Chỉ từ đầu vì từ đầu hay à, âm nhạc cũng như lúc phát không cần xúc tác vẫn cho mày bay mà. Chỉ từ đầu vì từ đầu hay à, âm nhạc cũng như lúc phát không cần xúc tác vẫn cho mày bay mà. Call my name CSU mà đâu fuck đâu VY. Âm nhạc của tao là những bước đi và chắc chắn chưa từng đi sai. Call my name CSU mà đâu fuck đâu VY. Âm nhạc của tao là những bước đi và chắc chắn chưa từng đi sai. Bitch. Backstage năm 2019. Come and get the fucking money, bitch. Cho đấy.